tập 39 quả bí ngô khổng lồ. Trời hôm nay đẹp thật. Chúng ta hãy xem bọn trẻ đang làm gì nhé. Chúng mình sắp ở vạch xuất phát rồi. Chuẩn bị cất cánh nào. Sẵn sàng. Máy bay của tớ sẽ thắng cuộc đua này. Cậu tưởng thế thôi. Các cậu sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cuộc đua máy bay giấy. Đếm ngược 3, 2, 1. Bay nào. Thấy chưa? Máy bay của tớ đang dẫn đầu. Nó sẽ bay xa nhất. Không đâu. Máy bay của tớ sẽ thắng. Tiến lên máy bay xanh dương. Máy bay xanh lá tiến lên. Chiếc máy bay hoàng gia tội nghiệp của tớ. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Babu, máy bay của cậu vừa đâm vào máy bay của tớ. Nhìn này, máy bay của tớ là chiếc duy nhất còn lại. Đó là người chiến thắng. Chiếc máy bay nhỏ của tớ. Rambo. Máy bay ơi. Máy bay màu vàng, cậu đâu rồi? Máy bay màu vàng ơi. Quả bí này bự quá. Rambo, lại đây các cậu. Nhìn xem có tìm được gì này. Một quả bí ngô khổng lồ. Tớ chưa từng thấy quả bí nào lớn như vậy. Vậy bây giờ nên làm gì với nó đây hả các cậu? Tớ có ý này. Tụi mình cùng làm chiếc đèn bí ngô nhé. Chiếc đèn bí ngô sợ nhất từ trước đến nay. Ý này hay đó. Ryan, em có ý này. Chúng mình có thể lấy thịt bí ngô và nhờ mẹ làm một cái bánh bí ngô to nhất, ngon nhất. Bánh bí ngô. Bánh bí ngô có vẻ ngon đấy. Đầu tiên chúng mình phải nhổ cây ra. Như vậy mới mang bí về nhà được. Rambo, em không sao. Xem kìa, tụi mình mang nó về được rồi. Tuyệt quá. Tới thiên bên này. Nặng quá. Rambo, nghỉ chút đi. Để tôi làm cho. Nó sẽ di chuyển mà. Nó nặng quá. Tôi nói rồi mà, Tiki. Chúng mình cùng khênh nhé. Sẵn sàng chưa? Đếm đến 3 thì tất cả đều nhấc nó lên. Được thôi. 1, 2, 3. Cố lên. Cố gắng hơn nữa. Tôi giúp nữa. Cố lên nào. Cố lên. Cố lên các cậu. Tiki, cậu làm được mà. Đau quá. Hoàng tử Tiki, hoàng tử Tiki, cậu ổn chứ? Tớ không sao. Làm sao để khiêng nó lên đây? Quả bí này nặng quá. Chúng mình thử đẩy nó xem sao. Được đấy. Cùng làm nào. Và đẩy. Đừng bỏ cuộc. Tôi mệt quá. Nó nặng ghê. Làm sao để tụi mình khiêng nó được đây? Tớ có ý này. Cái này làm được. Ryan, anh làm gì với cái cây đấy thế? Chúng mình có thể buộc nó quanh quả bí để kéo ra. Tớ chắc chắn lần này chúng mình sẽ làm được. Rambo, cố lên. Được rồi.
Đếm đến ba thì kéo nhé. Ba. Nó di chuyển kìa. Tiếp tục nào. Chúng mình kéo được bao xa rồi? Mới đi đến đây thôi sao? Mất thời gian quá đi. Mặt trời đang lặn rồi. Chúng mình phải làm gì đây? Tôi có ý này. Chúng mình sẽ cắt nó làm đôi. Không được. Chúng mình không thể làm một chiếc đèn bí ngô nếu cắt làm đôi được. Warren nói đúng. Chúng mình không thể cắt nó ra. Ryan, chúng mình phải có cách chứ. Em muốn ăn bánh. Nhỡ đâu chúng mình không thể mang nó về nhà thì sao? Ryan, chúng mình nên nhờ thầy Mark khiêng giúp quả bí này hay không? Anh không biết nữa. Nhưng chúng mình không thể bỏ cuộc lúc này. Chúng mình phải nghĩ cách nào đó. Tôi không chờ được đâu. Chúng mình phải tìm cách di chuyển quả bí này. Sao nó lại lớn đến thế? Hoàng tử Tiki, tớ sẽ không thua một quả bí ngô đâu. Dương miệng của tớ. Ryan, đưa dương miệng cho tớ. Ryan, tớ nghĩ ra rồi. Đây. Được rồi, ý tưởng của cậu là gì? Các cậu thấy không? Dương miệng của Tiki hình tròn. Khi nó chạm đất nó lăn. Em biết. Nhưng dương miệng của cậu ấy liên quan gì đến quả bí ngô? Em không thấy sao? Cả hai đều tròn. Chúng mình sẽ đặt nó nằm nghiêng và lăn nó đi. Nó dễ mà. Đó không phải là một ý hay sao? Đúng rồi. Nếu tụi mình cuộn nó lại thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Sao em không nghĩ ra nhỉ? Ryan, anh là một thiên tài. Giờ đã có cách rồi. Chúng mình chỉ cần dụng cụ để làm thôi. Chúng mình cần một cây gậy chắc chắn và một tảng đá lớn. Được. Ryan, có cây gậy ở kia kìa. Tảng đá này thật hoàn hảo. Được rồi. Rambo, nhảy lên đi. Nó có hiệu quả rồi kìa. Ryan, cách này hay thật đấy. Thế này dễ hơn nhiều. Bí ngô ngọt ngào, to và tròn. Thật may mắn khi chúng tớ tìm thấy cậu. Bí ngô ngọt ngào, lăn xuống. Bọn trẻ xem nó lăn đi. Hy vọng có được miếng bánh bí ngô lớn. Xem cái này. Tiki trả bí ngô cho chúng tớ. Đợi đã. Quay lại đây. Chờ đã, hoàng tử Tiki. Tớ đến đây. Chào các bạn. Khi các bạn gặp vấn đề, hãy dành thời gian để suy nghĩ. Chắc chắn các bạn có thể tìm ra được cách.
Hẹn gặp lại sau. Tạm biệt. It's a new day with our old friends around every single corner. There's